địa chỉ cái link fanpage và group ở dưới phần ở dưới video á, dưới video. Nhức đầu. Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì team người nổi tiếng sẽ cùng với nhau có một buổi đi xem phim cũng như là trò chuyện với nhau. Và cuối video này thì tụi Liên sẽ có một phần phỏng vấn các thành viên trong nhóm. Các bạn hãy đón chờ phần phỏng vấn trong video này nhé. Chào mọi người, mình là Thùy Liên, mình là thành viên của nhóm Người Nổi Tiếng và hiện tại thì mình đang cộng tác ở mảng thu âm. Mình đã làm việc với Người Nổi Tiếng khoảng được 1.5 năm rồi. Hiện tại thì mình đang là travel writer tại công ty du lịch trippy.vn. Ngoài ra thì khi mà các bạn truy cập trên Google thì các bạn có thể gõ là www.goculiên.com thì các bạn có thể gặp mình ở trên đó. Đây là một cái blog nho nhỏ của mình về du lịch cũng như là chạy bộ, nên là các bạn có thể comment và giao lưu với mình ở trên đó. Nhóm của mình thì hôm nay lẽ ra là sẽ có mặt 7 bạn, tuy nhiên là có 2 bạn thì có việc đột xuất nên là không có mặt được. Trong đó thì có một bạn là bạn Oanh, là ở bộ phận thu âm luôn. Chính vì không gặp được Oanh cho nên là video tiếp theo các bạn sẽ được trò chuyện trực tiếp cùng với Oanh và Liên, là hai bạn cộng tác ở mảng thu âm nhé. Chào mọi người, còn mình là Lương Vi, mình là cộng tác viên mạng biên tập của kênh YouTube Người Nổi Tiếng. Hiện tại thì mình 22 tuổi và mình học ngành marketing của trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại mình là freelancer về mảng biên tập và content. Cảm ơn các bạn. Chào mọi người, mình là Thúy, mình là cộng tác viên của kênh YouTube Người Nổi Tiếng. Mình đang chịu trách nhiệm về dựng video. Ngoài cộng tác với kênh YouTube Người Nổi Tiếng thì mình là nhân viên văn phòng của công ty Thái Bình Xu. Mọi người ủng hộ cho nhóm nhé. Hai cả nhà, mình là Tùng, mình là founder của kênh Người Nổi Tiếng. Thì nếu các bạn có theo dõi kênh từ những ngày đầu thành lập thì sẽ thấy quen, rất là quen với giọng của mình. Thì mình là người thu âm và làm tất cả những công đoạn của video từ những ngày đầu. May mắn là sau này mình có gặp những cái người đồng đội mới ở đây, và sau khi cộng tác với mọi người thì kênh mới phát triển lên. Tổng thành viên của nhóm hiện giờ là tới 13 bạn lận, nhưng mà hôm nay thì chỉ hiện diện được có 5 bạn thôi, tại vì những thành viên còn lại bận chuyện gia đình và sức khỏe. Trong tương lai thì nhóm sẽ cố gắng đa dạng hóa thêm nhiều nội dung, và đặc biệt là những nội dung mà các bạn yêu cầu. Thì nếu các bạn có cái ý tưởng nào về nội dung mới mà các bạn yêu thích thì cứ để lại yêu cầu bên dưới phần comment của video nhé. Thì sắp tới kênh sẽ đăng nội dung lên trên fanpage và group để tạo một cái cộng đồng để các bạn có thể vào đó chia sẻ ý tưởng của mình. Link của group và fanpage là ở dưới phần mô tả và comment của video, các bạn nhấp vào đó nhé. Xin chào các bạn, mình là Đăng Phương, mình hiện đang là biên tập viên chính của nhóm Người Nổi Tiếng. Mình cộng tác với Người Nổi Tiếng từ những ngày đầu tiên thành lập. Trong tương lai mình sẽ làm vị trí mới như là admin của group và fanpage. Mong các bạn ủng hộ nhóm mình nhé.
chị có thể chia sẻ với tất cả khán giả ở đây biết là rạp beta của mình thì đã được mở từ khi nào ạ? Tính đến nay thì rạp beta đã thành lập được khoảng 4 năm, là từ năm 2014 đến nay. Và cái đối tượng mà rạp beta hướng đến được phục vụ là ai? Đối tượng mà rạp beta muốn hướng đến đó là tầng lớp bình dân và các bạn học sinh sinh viên là chính. Và định hướng trong tương lai để phát triển của rạp beta thì như thế nào? Định hướng trong tương lai của rạp beta là sẽ phát triển mở rộng thêm nhiều cơ sở ở thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, cảm ơn chị. Dạ, anh có thể chia sẻ cho mọi người cùng biết là định hướng chọn phim của rạp beta là như thế nào? Thì ngoài những cái bộ phim mà thị trường ra thì bên beta sẽ tập trung một cái nhóm sẽ chiếu là những cái bộ phim kinh điển, những cái bộ phim nghệ thuật để phục vụ cho những cái đối tượng khách hàng thích xem những cái dòng phim classic. Và những cái khó khăn mà khi mình chọn cái dòng phim này là như thế nào? Cái khó khăn nhất của những cái dòng phim này là bởi vì những cái dòng phim này nó đã cách đây 30-40 năm. Thì đâm ra cái việc mà master hình ảnh từ những cái thước phim cũ đó để có thể lên được cái độ HD cao nhất để mà có thể trình chiếu trên rạp. Rồi bên cạnh đó thì cái khó khăn nữa là vấn đề về hình ảnh thì nó sẽ đi chung với âm thanh. Tại vì cái phần âm thanh của những cái phim ngày xưa thì nó cũng chỉ là 2.0. Thì cái việc mà đẩy nó lên 7.1 và thậm chí là S1 để phục vụ cho đúng cái nhu cầu thị hiếu bây giờ là một cái điều nó rất là khó khăn. Thì nhưng mà giờ tụi anh cũng rất là cố gắng để tụi anh có thể thực hiện tốt được những cái nhiệm vụ đó. Và anh có thể chia sẻ lại cho khán giả được biết là cái định hướng trong tương lai về những cái bộ phim này của rạp như thế nào? Tụi anh sẽ tập trung lại những cái dòng phim cổ điển nhiều. Tụi anh sẽ thường xuyên làm những cái buổi tribute lại những cái dòng phim lớn. Ví dụ như tụi anh đang chiếu, sắp tới sẽ trình chiếu là những bộ phim như Xích Bích, cũng đã kỷ niệm 10 năm rồi. Rồi tụi anh có những cái buổi chiếu tribute của nghệ sĩ Trung Quốc Vinh. Rồi tụi anh có những cái buổi chiếu về cái bộ phim của Lý Tu Long. Những cái bộ phim sắp tới tụi anh sẽ tribute lại hết tất cả những cái dòng phim kinh điển đó. Cảm ơn anh. Giờ cứ tưởng bạn gì đó mới. Công việc toàn thời gian. Anh giả bộ anh kêu fanpage này, cái lúc mình làm clip á, cái mình để cái title lên, thì cái địa chỉ vô cái link fanpage và group ở dưới phần mô tả ở dưới video các bạn